nằm trên dòng chảy từ sông ra biển. Cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh được ví như một viên ngọc thô giữa dòng cổ chiên thơ mộng. Những nếp sống nguyên sơ, bản địa, những vườn cây trái xanh mát hay sự chân chất mộc mạc của bà con xứ Cù Lao sẽ mang đến cho chuyên mục sông nước miệt vườn hôm nay nhiều điều thú vị. Cồn Hô hay còn gọi Cồn Cá Hô có vị trí biệt lập với đất liền, cách cầu cổ chiên gần 15 km về phía thượng nguồn và cách xã Đức Mỹ, huyện Càng Long hơn 1 km đường sông. Hiện Cồn Hô có diện tích hơn 22 hectare, chỉ với 24 hộ dân sinh sống, hệ sinh thái khá phong phú và là một làng quê Nam Bộ còn rất nguyên sơ. Từ bao đời nay, người dân ở Cồn Hô chủ yếu sống bằng nghề trồng cây ăn trái, chăn nuôi nhỏ lẻ hay đánh bắt cá trên sông. Tận dụng những tài nguyên sẵn có trên mảnh đất Cù Lao bốn bề xanh mát, ngành du lịch tỉnh Trà Vinh đã phát triển nơi đây trở thành điểm đến xanh trong hành trình chinh phục từ sông ra biển. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, điểm du lịch tự thân dựa vào cộng đồng Cồn Hô được xây dựng theo quy luật thuận thiên, mỗi nhà một sản phẩm đặc trưng độc đáo riêng. Người dân làm du lịch sống hòa với môi trường tự nhiên, làm nghề truyền thống dựa trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng. Địa bàn Cồn Hô thì là địa bàn đang còn thiếu điện và cái vấn đề đi lại thì còn khó khăn. Thì chúng tôi đang xây dựng cái sản phẩm du lịch tự thân là bà con đang cố gắng vận động những cái vật liệu, những cái nguyên vật liệu và những cái đồ dùng sẵn có trong gia đình để làm du lịch. Thì gắn liền với lại cái câu chuyện phát triển du lịch ở đây thì chúng tôi đang hướng đến bán các sự thiếu thốn dành cho du khách. Du khách có những cái trải nghiệm gắn liền với lại cái tìm hiểu về những cái đời sống và những cái ký ức xưa kia, gắn liền với lại cái sản xuất và cái sinh hoạt của bà con ở đây. Có thể nói, việc đưa vào khai thác du lịch tự thân dựa vào cộng đồng Cồn Hô là giúp làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của địa phương, đồng thời định hướng người dân Cồn Hô giữ được chất Nam Bộ, phát huy hết tiềm năng phát triển du lịch và có thêm thu nhập nâng cao đời sống. Ngoài cái khái niệm du lịch tự thân là tự thân vận động thì ở đây còn theo một cái hình thức là liên kết chặt chẽ, mỗi một gia đình là một sản phẩm trong cái chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng này kết hợp với lại doanh nghiệp để đảm bảo dịch vụ đầu vào cho tất cả các doanh nghiệp kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác đến với lại Trà Vinh. Chúng tôi thấy rằng là phát triển mà du lịch đối với Cồn Hô thì không chỉ là tăng thêm cái sản phẩm cho du lịch trải nghiệm miệt vườn sông nước, ven sông ven biển của tỉnh, mà cái mong muốn của mình và có thể đáp ứng được đó là cái tạo việc làm cho bà con nhân dân của Cồn Hô. Cái thứ hai nữa là chúng ta giải quyết được những cái việc làm lao động, nhất là các cái công ty lữ hành du lịch trong và ngoài tỉnh để kết nối những cái sản phẩm tiến tour phục vụ khách lâu dài. Bởi vì bản thân Cồn Hô thì chỉ có 24 hộ sinh sống thôi. Thì cái điều kiện mà để phát triển du lịch về đây thì tất cả lao động trên toàn hệ thống của cồn thì đều như là ai cũng phải bắt tay vào làm du lịch. Cái thứ ba được nữa đó cái là trong cái điều kiện lợi thế của vùng Cồn Hô đó thì phải nói rằng là một trong những cái điểm mà trong lành về không khí, mát mẻ về điều kiện tự nhiên và cây trái cũng sum xê thì nó cũng là một cái điểm giữ chân không chỉ cho du lịch ngoài tỉnh mà còn là một cái điểm đến rất hấp dẫn cho du khách nội địa, đặc biệt là nhân dân trong tỉnh có thể trải nghiệm vào những ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ mất khoảng 10 phút ngồi tàu từ đất liền đến Cồn Hô, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là gia đình ông Hai Nguyên, một trong những bậc cao niên sinh sống ở Cồn. Mấy ơi, vô đây uống nước trà đâu biết nè con. Nhâm nhi ngậm trà hoa đậu biếc, ngồi nghe lão nông tri điền kể chuyện về sự tích cái tên Cồn Hô, hay những lúc vỡ đê ngập úng, bà con xứ Cù Lao đã nương tựa nhau như thế nào,
làm mỗi du khách thêm yêu, thêm mến mảnh đất nghĩa tình. Bà con sống bằng cái nghề làm vườn không mà trồng bưởi hoặc là dừa. Còn tình cảm bà con mình ở đây thì sống trong cái đê bao thì bà con rất là đoàn kết, là thương yêu với nhau. Ở đây thì hồi trước thì mình làm nghề nông nhưng mà bây giờ thì chuyển qua du lịch thì bà con rất là đồng tình, rất là ủng hộ. Hòa mình vào thiên nhiên xanh, hít thở không khí trong lành, tận hưởng những làn gió mát từ sông thổi vào. Thư giãn ngâm chân cùng những chậu thảo dược được trồng từ vườn nhà. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho mỗi du khách khi đặt chân đến với Cồn Hô. Đúng như tên gọi du lịch tự thân, nhà có gì dùng nấy. Đến với Cồn Hô, du khách được gia chủ dẫn ra vườn nhà hái bưởi, loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế ổn định cho bà con ở xứ này. Rồi cùng trải nghiệm tự tay làm món chè bưởi đặc sản của nơi đây. Sợi bưởi giòn giòn, hòa quyện vào vị béo của nước cốt dừa, thêm hương vị ngọt thanh của đường phèn, đúng là thật hấp dẫn. Không riêng món chè bưởi trứ danh, Cồn Hô còn làm say lòng du khách với rất nhiều món ăn mang đậm nét văn hóa miệt vườn sông nước Nam Bộ. Chính sự khéo léo, tinh tế của các mẹ, các chị xứ Cù Lao thông qua cách bày trí bắt mắt đã chinh phục du khách gần xa. Hai cái đặc biệt của cái ẩm thực của Cồn Hô mình thì những cái sản phẩm nguyên liệu thì tự có của mình trồng ở ngoài vườn đó con. Mình đem vô mình chế biến rồi mình đãi cho du khách. Thì đó là một cái tấm lòng, một cái sự nhiệt tình để bà con mình tận dụng hết những cái gì mà mình đã có đó con, để phục vụ cho du khách. Tôi thấy mảnh đất này, con người này nó giữ lại cái vẻ nguyên sơ của tự nhiên, cũng như là cái chân chất của tình cảm con người. Và cái vẻ nguyên sơ đó là cái mà chúng ta đã, rất nhiều người trong chúng ta và có đôi khi chúng ta đánh mất trong cái cuộc sống nó quá nhộn nhịp, quá căng thẳng, quá nhanh của cái thời công nghiệp và hậu công nghiệp này. Do đó, đâu đó trong mỗi con người vẫn muốn tìm lại cái nét nguyên sơ đó, chính là cái nét bình lặng trong cuộc sống và cái sự chân chất đó nó mới đưa lại cho con người hạnh phúc. Vì thế lúc mà tôi nhìn những người dân ở đây và tôi nhìn những cái người dân ở nơi khác hôm nay có đến đây thì tôi nhìn thấy một chữ thôi, đấy là chữ hạnh phúc. Theo các chuyên gia nghiên cứu phát triển du lịch, tuy là điểm du lịch mới nhưng ngành du lịch tỉnh Trà Vinh kỳ vọng Cồn Hô sẽ giúp cho du khách có nhiều trải nghiệm độc đáo, vì ở đây có quá nhiều thứ để chúng ta tìm tòi, khám phá và để rồi hoài niệm. Hoàng hôn trên dòng cổ chiên đang dần tắt, là lúc những ánh đèn dầu cũng đang le lói trong từng ngôi nhà nhỏ. Tiếng cười nói rộn rã của những du khách gần xa, sự đầm ấm, giản dị trong bữa cơm quê làm cho những ai đặt chân đến Cồn Hô hôm nay sẽ không thể nào quên.
Cá nhân tôi khi đến với Cồn Hô thì tôi cảm nhận cái không gian ở đây được cái thứ nhất là không gian xanh, thứ hai là cái không gian ở đây là cái không gian chân tình, thì nó tạo cho tôi một cái cảm giác rất là ấn tượng, giống như là có cái câu thơ hay nói là đến đây thì hãy ở lại đây, bao giờ bén rễ xanh cây thì mới về. Riêng cá nhân tôi thì tôi dành một cái tình cảm đặc biệt cho địa bàn Cồn Hô nói riêng và nhân dân Trà Vinh nói chung, vì ở đây người ta đón khách bằng cả cái tấm chân tình và cái tấm lòng của mình. Bà con ở đây cái giá trị mà cao quý nhất mà người khách khi đến Cồn Hô này đó là cái nét mộc mạc và cái tính hiếu khách đặc trưng của người dân xứ Cồn này. Nó thể hiện qua những câu chuyện, qua những cái thứ mà bản thân họ đang canh tác và họ chia sẻ những câu chuyện qua từng cái món ăn, từ những cái trái cây trong vườn họ trồng, họ chăm chút một cách an toàn và họ đón khách như những người thân của mình. Và chính điều đó cũng là khi người khách đến đây thì họ cảm nhận là họ giống như về nhà, đi đâu đó về Cồn Hô lại cảm giác như được về nhà. Đó là cái những giá trị chân quý mà đối với một khách du lịch nào cũng đang cần có ở một cái điểm du lịch, đặc biệt là mang cái tính sinh thái và bền vững như ở Cồn Hô. Với tinh thần tự thân vận động, tận dụng tài nguyên tại chỗ để xây dựng sinh kế mới, đồng thời gìn giữ và bảo tồn nét đẹp văn hóa Nam Bộ của bà con nơi đây đã góp phần tạo nên dấu ấn mới của Cồn Hô hôm nay.